Nông dân Liên Âu biểu tình chống giá sữa giảm, tin từ Brussels. Nông gia sản xuất sữa trên khắp Liên Âu đã kéo về thủ đô Brussels để biểu tình trước trụ sở cao ủy Liên Âu chống sữa mất giá. Cầm cờ, đánh chuông cột cổ bò, thổi sừng bò, người biểu tình đổ hàng trăm lít sữa vào một thùng chứa làm bằng rơm và vải nhựa. Sau đó, họ dìm hình của những nguyên thủ Liên Âu như Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp François Hollande, Thủ tướng Anh David Cameron và những viên chức Liên Âu vào thùng sữa trước khi đem đốt. Ủy ban sữa Liên Âu tổ chức cuộc biểu tình nói rằng giá thị trường cộng thêm hạn ngạch đã làm nhiều nhà sản xuất sữa phải đóng cửa. Nông dân Bỉ Erwin Schopp là một thành viên của ủy ban nói rằng người biểu tình không đòi hỏi tiền thưởng, không đòi hỏi trợ cấp, không đòi giúp đỡ tài chính, chỉ muốn thị trường cân bằng và ổn định. Hôm nay, nông dân chỉ yêu cầu giảm bớt hạn ngạch sản xuất ở Âu Châu 3%. Biện pháp này không tốn của các chính trị gia đồng nào, nhưng thị trường sẽ tìm thấy sự cân bằng của nó, giá sữa sẽ công bằng. Liên Âu là nơi sản xuất sữa lớn nhất trên thế giới, chi mỗi năm 1/3 ngân sách để tài trợ cho nông gia dưới hình thức giúp đỡ tài chánh. Liên Âu đã ấn định hạn ngạch sản xuất sữa hàng năm, nhưng cho biết sẽ bãi bỏ vào năm 2015.